Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kênh Kiếm Tiền 8.0 gửi đến các bạn đến dự án chương trình iRep của sàn Bitcat.io. Các bạn, chương trình này khi đăng ký các bạn nhận được 30 đô bari có thể rút liền luôn. Nhưng mà chương trình này có thể dành cho 1.000 user đầu tiên. Các bạn làm mau các bạn. Đầu tiên các bạn bấm vào register nè. Các bạn đăng ký mail password và xem bao chấp nhận tôi đồng ý điều khoản. Rồi các bạn bấm nút register, các bạn rồi các bạn vào mail complete gì mà có tài khoản, rồi mình login đi các bạn. Mình login vào. Rồi, các bạn sau khi các bạn login, các bạn bấm vào ba chữ gạch bên tay ba chữ gạch nha các bạn. Con này các bạn làm nhanh mau các bạn. Có dành cho 1.000 user. Mình làm không biết kịp không nữa. Sớm giờ bận quá. Rồi, bạn click vô ba chữ gạch nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào chữ account definer, chữ DVN này các bạn. Em ta không phải. Ai các bạn không phải luôn. Chữ nào đấy đâu các full. Không phải luôn. Chữ account các bạn. Rồi các bạn nhắm vào chữ account các bạn. Rồi các bạn bấm vào chữ register information này các bạn. Rồi các bạn đi thông tin các bạn, đầu tiên các bạn đi info mình vô. Cái này các bạn chụp màn hình lên các bạn ơi, mã zip code thành phố. Này địa chỉ các bạn, để mình chụp, các bạn chụp màn hình rồi các bạn dịch ra máy các bạn nem. Những sau là bắt buộc các bạn, rồi các bạn bấm ba nút Z, rồi bạn bấm set and đem điện thông tin qua chụp màn hình qua. Dòng đầu là cái này là tòa nhà số nhà các bạn, không có các bạn ghi đại nha các bạn. Này địa chỉ. Rồi đây gì chơi? Mã bưu chính Việt Nam, tên Nguyễn Nhân Ánh, Việt Nam. Cái này là gì chơi? Đi dưới xanh là gì chơi? Thì ta đi dưới xanh để mình coi lại các bạn. Cái này nó nói là khu vực nhà nước. Mình bắt mẹ Việt Nam. Rồi dòng này không bắt buộc bỏ. Rồi các bạn chọn ngày tháng năm sinh nha các bạn. Bữa nay ngày tháng năm sinh của mình nha các bạn. Rồi các bạn, cái dòng đầu là địa chỉ số nhà, các bạn ghi đại nha các bạn, ghi vừa không nữa. Rồi cái này dòng sai là địa chỉ. Rồi này là thành phố. Rồi cái này là quốc gia. Còn này mã zip code. Còn này quốc gia Việt Nam, xíu nó lộn mới theo. Quốc gia các bạn sống đâu các bạn chọn vô các bạn. Một ngày không bắt buộc các bạn ơi. Ngày sinh nha các bạn, rồi số điện thoại nha các bạn. Bạn bấm Z nè. Z nè. Bấm bấm check con enter. Rồi các bạn bấm vào register các bạn. Rồi. Vì thành công các bạn. Rồi các bạn qua bước 2 nha các bạn. Bước 2 các bạn cầm một giấy chứng minh nhân dân mặt trước, các bạn cầm chữ Bcard stand như giống hình nấu trên với một tờ giấy chứng minh nhân dân các bạn. Ghi hình y ngang như cô gái thì cầm như thế các bạn. Đây là bước 1 đó. Bước 2 các bạn bước 1 rồi bật tải lên nha các bạn.
Các bạn chọn hình thức quốc gia nè, bắt bo, các bạn chọn ID card nữa các bạn. Ghi xe card, My Number card. Chọn ID card. Rồi các bạn tải lên hình chứng giấy mình nhân dân mặt trước, giấy mình nhân dân mặt sau, rồi các bạn up lên các bạn. Rồi rất là dễ các bạn. 1, 2, 3 bước à. Mình không có bức ảnh ta ơi, không có ảnh nên sao mình làm đây. Một bước, một bước hai, ba bước. Bước một, bước một, bước một, bước một. ID card. Phải các bạn đây mình coi chút nữa. Vaccine firm. ID card. Register. Để mình coi mình chụp nó bóc bò. Rồi dòng đầu các bạn chọn My Number Card, chọn up lên cho chứng minh nhân dân mặt trước các bạn. Bạn bấm vào đây là nó đến giao diện ấy các bạn, hình ảnh các bạn. Rồi cái hai là giấy chứng minh nhân dân mặt sau. Cái thứ ba là một tờ bức ảnh cầm một tờ giấy ghi hình chữ này nè các bạn, hình y gan của gái này nè các bạn. Vậy video kết thúc các bạn. Các bạn tranh thủ làm nha các bạn. Sau khi bạn đăng ký là nhận được 30 đô có thể rút liền luôn, nhưng mà điều kiện là các bạn có 1.000 người nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.